VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Các bạn thân mến, tiếng hú rít trong dàn âm thanh sân khấu không chỉ gây khó chịu cho người nghe mà nó còn là nguyên nhân dẫn đến hư hỏng loa karaoke. Có rất là nhiều cách để giải quyết hiện tượng này. Và ngày hôm nay thì VDA sẽ bật mí cho các bạn một số bí quyết hiệu quả nhất có thể ngăn được tiếng hú rít, tránh gây hỏng loa và tạo ra chất lượng âm thanh tốt nhất các bạn nhé. Đầu tiên đó là việc cầm micro sao cho đúng cách. Bạn không nên đặt micro quá xa so với người nói để có thể thu đủ âm thanh, không chỉ giúp giảm tiếng hú mà còn mang lại âm thanh đầy đặn, vang vọng cho sân khấu. Việc hạn chế hoạt động của nhiều micro cùng một lúc cũng là một điều bạn cần ghi nhớ. Đôi khi trong quá trình diễn ra sự kiện, bạn phải sử dụng cùng lúc rất nhiều micro. Hãy giảm bớt âm lượng của các micro này để tránh gây ra những tiếng hú do trùng tần số, cũng như loại bỏ phần nào các tạp âm. Đừng quên tự tắt micro sau sử dụng để đảm bảo dàn âm thanh sân khấu vận hành ổn định nhất. Bên cạnh đó, hãy luôn chú ý đến khoảng cách giữa loa và micro nhé. Đây là mẹo đơn giản và dễ thực hiện nhất. Hãy tính toán trước vị trí của loa so với người sử dụng micro để hạn chế tối đa âm thanh hồi nguồn gây ra có nguy cơ làm hỏng màn trình diễn của bạn. Ngoài ra thì việc điều chỉnh âm lượng một cách chậm rãi sẽ cho bạn biết giới hạn âm thanh của thiết bị, tránh được tình huống vượt ngưỡng cho phép gây ra những tiếng hú không như ý. Cuối cùng, hãy trang bị cho mình thiết bị hỗ trợ việc khuếch đại tín hiệu âm thanh như là bộ dịch chuyển tần số, bộ điều chỉnh pha. Những thiết bị này sẽ hỗ trợ cho quá trình khuếch đại tín hiệu âm thanh một cách hiệu quả nhất, tránh tình trạng âm ly cung cấp công suất không đủ cho loa gây ra tiếng hú. Vừa rồi là những mẹo nhỏ của VDA giúp bạn giải quyết tình trạng hú rít do micro gây ra. Và mong rằng những kinh nghiệm của VDA sẽ có thể giúp bạn bổ sung thêm kiến thức để hỗ trợ căn chỉnh âm thanh cũng như là giải quyết tình trạng hú rít. Và nếu như các bạn còn bất kỳ thắc mắc gì thì các bạn hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chăm sóc khách hàng của VDA cũng như là đội ngũ kỹ thuật viên để có thể hỗ trợ các bạn ngay nhé.